Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới ở trong thế giới Bisemon. Nhưng mà đây sẽ là Bisemon siêu cấp ha. Tiết lộ sơ qua một chút thì ở trong thế giới Bisemon siêu cấp sẽ có rất là nhiều Pokemon với hình dạng đặc biệt. Và nhiệm vụ của mình là sẽ cố gắng chinh phục tất cả những Pokemon đặc biệt đó ha. Mình nghĩ sẽ rất là khó khăn đây, nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng hết sức có thể. Và trong cuộc hành trình này, mình đã chọn ra người bạn đồng hành cùng mình. Và các bạn thử đón xem đó là Pokemon gì nào. Mình tiết lộ nha, Pokemon đây là hệ nước. Ôi, gì thì nó hơi chung chung quá ta. Bạn ấy có cái diện mạo giống như là một bé rùa vậy đó. Tới đây chắc nhiều bạn đã đoán ra được rồi. Và người bạn đó chính là Squirtle các bạn ơi. Ok, và Squirtle sẽ đồng hành cùng mình trong giai đoạn đầu khó khăn á. Mới vào mình còn có được một cái rương tân thủ nữa nè. Ok, có rất là nhiều Pokemon luôn ha. Ngon, lượm thôi các bạn ơi. Ít cây đuốc để dành đi mai nè. Được đâu đó cỡ mình đếm coi 12, 13 quả bóng các bạn. Không quá nhiều nhưng mà giai đoạn đầu như vậy cũng rất là ổn ha. Bây giờ mình sẽ chặt thêm một tí gỗ ha, để chúng ta có cái mà chuẩn bị. Ôi trời trời trời, chuẩn bị đi mai. Đâu ra cái nhóc. Ôi, có một em Pokemon hình sâu rớm các bạn. Ê, đi đây. Ôi, Zacian xuất hiện ở trong cánh rừng này. Ui, mới vào thôi mà đã có huyền thoại xuất hiện rồi. Ở đằng kia chăng? Không phải, đằng kia là cái đẹp. Ê, Zacian ở trước mặt mình kìa các bạn ơi. Wow, đây là Zacian God. Ui, đây rồi, đây rồi. Trời ơi. Ôi giời, trời ơi, có Pokemon nào tấn công Zacian God vậy? Trời đất ơi, một Pokemon nào liều vậy? Trời, em chiếm này. Silo dám khiêu chiến với Zacian God kìa. Wow, mình sẽ coi thử coi Zacian God thì... Bây giờ mình chưa coi được các bạn, tại vì hiện tại Zacian chưa về đội của mình đó. Wow. Ê, để mình chơi láo một xíu. Mình sẽ tung bóng trước. Trời ơi, mình mà thu phục được Zacian là mình hack game chắc luôn á. Ôi. Có vẻ là Zacian God không hề dễ chinh phục các bạn ơi. Trời ơi, đẹp giá man luôn. Đây chính là động lực để sau này chúng ta cố gắng nè các bạn ơi. Trời đất. Ok, gặp nhau là cái duyên. Ê, mình tung thử một quả Ultra Ball coi. Ê, ê, ê. Ui. Trời ơi, mới khởi đầu mình chinh phục được Zacian God thì thôi luôn á, chắc mình làm bá chủ khu này luôn các bạn à. Ok, sẽ sớm thôi, một ngày gần nhất thì mình sẽ hy vọng là chúng ta gặp lại Zacian God ha. Còn bây giờ thì mình chỉ mới là tân thủ các bạn à, mới khởi đầu thôi. Trời, ngồi sờ quần ở đây ha, tới tối mất tiêu luôn rồi. Ừ, có ăn mấy cái cây African nè, tranh thủ mình hái luôn đi ha. Wow, vậy là cánh rừng này có sự xuất hiện của Zacian nói chung cũng như là Zacian God nói riêng á. Wow, mai mốt phải thường xuyên trở lại đây mới được. Ở kia có cái hang kìa. Ok, mình sẽ tranh thủ đi đào một ít đá. Ồ, ở đây có một em Pokemon cấp 15 lận. Bây giờ tới đâu cấp thấp thấp mình cho Squirtle mình ra trận để luyện cấp luôn các bạn. Hiện tại em mới cấp 5 mà còn thọt cấp lắm. Mình phải cùng Squirtle chiến đấu nhiều hơn mới được, để giúp cho Squirtle nhanh chóng tiến hóa và trở nên mạnh hơn các bạn ơi. Ôi trời, ở đằng kia có cái thuyền. Ô, trà ở đây nữa nè. Wow, ấy, còn có trainer nữa. Nhưng mà giờ mình không có nhiều Pokemon để đi chiến đấu lắm. Ê, Magikarp cấp 9 các bạn ơi. Ok, mình sẽ thử cho Squirtle chiến đấu với Magikarp ha. Không biết là có thắng nổi không đây. Cố lên Squirtle, anh tin em. Khởi đầu có vẻ ổn các bạn. Magikarp chưa có phản công nè. Mình đang lo Magikarp phản công thì Squirtle của mình sẽ gặp bất lợi á. Ồ, nãy giờ 3 lượt rồi chưa thấy Magikarp tấn công lại nha. Ý. Ngon. Đây rồi, đây rồi, cơ hội để Squirtle giành chiến thắng đây rồi các bạn ơi. Cố lên Squirtle. Ý, kết liễu nào. Yes, thành công rồi. Nice. Trời, còn có cá để chúng ta làm thức ăn nữa kìa.
Quá đã luôn. Thôi, chiến đấu một ít vậy thôi. Giờ để mình hái apricorn rồi chúng ta đi xuống dưới ha. Tại vì mình có cây cúp sẵn rồi. Lấy đá thôi các bạn. Đây. Được úi trời. Được 60 cục đá và còn có sắt nữa. Ngon vậy. Làm liền một cây cúp bằng đá nè. Ok. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy sắt ở đây. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Lovefruit, Refine, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Tiếp theo, làm luôn một cái lò để mình còn nung sắt ra và nâng cấp lên một cái cúp bằng sắt luôn các bạn ơi. Ừ, ngày đầu tiên thì mình sẽ cố gắng tìm thật là nhiều khoáng sản để chúng ta tích trữ ha. Rồi từ đó mới làm ra được nhiều thứ hữu ích sau này nữa. Ok, có luôn cúp sắt nha. Rồi ở đây thì mình còn dư khá nhiều. Chắc là mình sẽ... trời, nó bị hụt. Chắc là mình sẽ làm thêm cái xô nữa các bạn. Ừ, làm thêm cái xô nước đi ha. Rồi chúng ta sẽ đi tìm một nơi nào đó sâu hơn. Ở đây có mực không? Không biết cấp mấy đây? Ồ, cấp 6 rồi các bạn ơi. Được. Đói này được các bạn ơi. Thử súng nước của Swedo ha. Để xem súng nước có tấn công được mực không hay không. Wow. Tấn công hơi bị thốn nha. Tiếp tục súng nước nào Swedo. Ui dạ. Em cũng bị thương rồi các bạn ơi. Ui. Không biết thêm một đòn nữa kịp hay không đây. Ây dạ, vẫn bị đánh một cái. Ok, nhưng mà không sao. Swedo của mình cũng đã giành chiến thắng rồi các bạn. Chúng ta chỉ được long thôi. Ok. Dưới này, có vẻ là nó xong rồi. Yeah. Làm liền cái xô nước thôi các bạn ơi. Lấy lại cái lọ, làm một cái rìu mới. Và chúng ta sẽ lên đường ha. Cái hang này thì hang cùng rồi. Nên là chúng ta phải đi xa hơn coi. Ồ, và để coi thử cái đen đằng kia. Cái chỗ phát sáng kia đó các bạn. Bên trong đó là Pokemon gì đây? Hả? Ui, what? Pokemon gì nhìn lạ vậy? Ui, 4 sao luôn. Thử không? Ok, mình sẽ thử nha. Coi thử đây là Pokemon gì các bạn. Wintail. Ok. Mình có đồng đội nữa các bạn ơi. Để xem coi 4-1 chúng ta có thể giành chiến thắng hay không nha. Tấn công trước nào. Swedo. Trời đất ơi. Đánh kiểu này chắc tới một quýt năm sau mới giành chiến thắng nổi các bạn ơi. Rồi luôn rồi. Mình báo Swedo rồi. No. Trời. Nổ luôn rồi. Sao hành trình nào mình cũng báo những cái người đồng đội của mình hết vậy ta. Khổ thân mấy em thiệt chứ. Phải ráng thôi chứ biết sao. Ô đây. Squirtle của mình. Em đã tỉnh dậy rồi nè các bạn. Tội nghiệp không. Ok, mình sẽ cho em ăn cái quả berry này ha. Để hồi phục máu lại một tí. Thiệt tình. Ồ. Rockruff. Ê, mình phát hiện ở đây có em. Rockruff. Em đang chiến đấu với cái em nhện nhện này. Squirtle của mình hiện tại thì chưa có hồi máu hẳn các bạn ơi. Ây da, đói này hơi căng nha. Hiện tại thì Rockruff đang bận chiến đấu đúng không? Mình nghĩ nghĩa gần đây coi có quả berry nào hồi phục máu cho Squirtle không? Có vẻ là không rồi các bạn ơi. Ây da, em này cấp 17 lận. Trời, cấp ao luôn. Căng chưa? Thử lại coi. Ok. Hơi khó cho Squirtle của mình nha. Đói này hơi mạnh nhưng mà cũng phải thử các bạn. Xuống nước thử xem. Ừ, hên quá. Rockruff tấn công không trúng các bạn ơi. Đây rồi. Tấn công tốt lắm Squirtle. Thêm một lần nữa. Được không? Ui, không được. Sao mình nghi vậy? Ừ, hên. Vẫn còn cơ hội. Cố lên Squirtle. Ừ. Hay lắm. Cấu rỉa thành công rồi các bạn ơi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tung một cái Ultra Ball đi. Để coi chúng ta có thể chinh phục được Rockruff hay không. Người bạn đầu tiên. Ê, được luôn. Yes. Nice. Chúng ta đã có thêm được một người bạn rồi các bạn ơi. Yeah. Ôi, đồng thời thì Swedo cũng đã chuẩn bị tiến hóa các bạn ạ. Wow, một công đôi chuyện. Và bây giờ Swedo sẽ trở thành Wartortle ha. Wow. Ngầu hơn rồi nè. Đã
Rồi, Rock Group thì hồi nãy bị Suedo đánh hơi thốn các bạn. Giờ đang bị thương khá là nặng ha. Mình sẽ đợi một xíu cho mấy em này từ từ phục hồi lại. Hoặc là muốn nhanh thì mình phải kiếm mấy cái berry các bạn. Ờ, mà hồi phục mình cho mấy em ăn thì sẽ tốt hơn á. Nhưng mà gần đây không có hang ta. Ơ kìa. Không có cái hang nào gần đây hết các bạn ơi. Chả nhẽ mình tự đào xuống dưới quá. Bên này cũng có thêm cái cây berry nữa. Hình như cái loại này cũng dùng khi mà chiến đấu luôn á. Ủa, wow, dùng ở ngoài được hả? Yay. Tốt quá. Vậy là mình đã hồi phục máu cho Rup Rup được rồi. Ok, và đây cũng không phải là một cái hang. Tìm hang ở trong thế giới Pokemon khó thế vậy sao? Ủa, đây. Có hang rồi. Yay. Đi xuống dưới thôi. Ok. Đây. Tưởng đâu hang cùng chứ. Ủa, hang cùng thiệt các bạn ơi. Bên đây thì sao? Wow, bên đây có vẻ tiềm năng hơn này các bạn ơi. Nãy giờ sao quần chưa có cà kiếm được cái gì hết trơn á. Ủa? Ui dồi, ở đây cũng có cái quặng bao sai nữa nè. Ngon. Cái này mình dùng để nung. Ui, bơm. Ây da. Đâu ra vậy? Cái số mình đó sao trời. Chưa gì là thấy có điểm rồi đó các bạn ơi. Trời đất, tưởng đâu mới vô gặp được Pokemon siêu cấp là hên. Ai dè ngựa xuống dưới này. Nó nổ cho sắp mặt luôn. Hên là đồ mình không có mất á. À quên, mình cũng có đồ gì đâu mất. Mình nghèo rất mộng tơi luôn. Ồ, nhưng mà được cái nó mở đường cho mình gặp một cái hang to hơn các bạn ơi. Wow, có ruby nè. Wow. Úi trời, ruby, crystal, sapphire, ba loại quặng nằm chung một chỗ luôn. Đã vậy, bao sai nữa. Bên này là chắc là em amethyst đó các bạn, màu tím. Chính xác luôn. Có than thì chúng ta về nấu bao sai với cả là nấu sắt nè. Và đồng thời đây cũng là nơi có rất là nhiều Pokemon nha. Kìa. Ở dưới là Gastly, đúng không? Ừ đúng rồi. Wow. Mình có nên kiếm thêm đồng đội không các bạn? Đội hình của mình hiện tại chỉ mới có hai bạn Pokemon thôi. Wartortle với cả là Rockruff thôi. Ây da, được á. Mình sẽ xuống dưới này kiếm thêm thành viên á. Để coi người bạn Pokemon nào sẽ là thành viên tiếp theo đây. Ôi nhưng mà nãy giờ đào khoáng sản thích quá các bạn ơi. Mình đào miệt mài luôn á, trời đất ơi. Còn là chùm cơ mà. Đào mắt ghiền. Ê, biết đâu mình có thể gặp được kim cương rồi sao ta. Ừ, mình vẫn có niềm tin nha. Ê, chưa, mà tranh thủ mình luyện cấp cho Wartortle của mình luôn các bạn. Mình thấy Whismur mới cấp 12 nè. Đói này được. Tấn công thử cái coi. Đó. Có vẻ tốt. Bây giờ Wartortle có vẻ mạnh hơn lúc đầu khá nhiều các bạn ơi. Ăn hiếp mấy Pokemon cấp thấp hơn được đó nha. Ôi, trên này có đói có vẻ càng hơn các bạn. À, Rogangola mới cấp 8 hả? Không sao. Vẫn được. Yay. Ở đây có nước hả ta? Ê, chắc là mình phải múc nước sẵn các bạn ơi. Hồi xui gũi lọt xuống hồ dung nham còn có nước mà dùng á. Ê, trên kia cái quặng kia là quặng super à? Mình thấy quặng sắt khá là lạ các bạn ơi. Hồi nãy mình đào nó rơi ra quá trời luôn. Chắc đây là quặng super rồi. Quặng siêu cấp. Nè, trời ơi. Đào một quặng super đó bằng mình đào nguyên một chùm quặng sắt luôn á. Quay. Được thật sự. Nhỡ đâu hồi mình gặp super diamond thì sao ta? Quặng kim cương siêu cấp. Trời, đào một phát ra 20 viên kim cương. Dạo to luôn á các bạn à. Nhưng mà chắc xác sức gặp hơi thấp ha. Ôi trời, ma kia cấp thấy tội nghiệp vậy. Thôi được rồi, mình sẽ nhờ Wartortle giải thoát cho Maki Cap ha. Đây nè, có chân. Ê, chơi. Wartortle của mình lọt xuống nhung nham luôn rồi. Ok, mà làm sao? Kết thúc trận chiến rồi. May quá, em không sao hết các bạn ơi. Ê, trời ơi, mình đập lộn rồi. Gãy cây cúp luôn. Chu cà na thì chứ. Thôi, làm thêm mấy cái lò nung
Mình sẽ nung quặng ở đây luôn đi ha. Bao sai nè, quặng sắt nè. Ủa còn có silicon nữa hả? Nấu silicon luôn. Ê mình phát hiện cạnh đây còn có một cái khu mỏ các bạn ơi. Wow, được vậy. Một xíu mình sẽ thám hiểm khu mỏ thử ha. Rồi sắt đây rồi, làm liền cái cấp mới thôi. Chiến này là không có đào lộn nữa đâu đó nha. Rồi lấy quặng nè. Được hết chứ. Đây nữa. Ồ trong này là Super Gold. Yeah. Và một lần nó sẽ rơi ra cho mình 5 quặng vàng. Cũng tương đối nhiều ấy chứ. À, mình bắt đầu có dư sắt ra rồi. Chắc là mình sẽ làm một bộ giáp sắt đi nhờ. Mặc dù trong đây không có quái vật á, nhưng mà méo mó có đỡ không các bạn. Ok mình sẽ làm cái nón đi. Đợi vô. Đấy. Trên này thì cứ để cho nó nấu đi ha. Mình sẽ đi tèn tèn xuống dưới. Ơi nhưng mà khoan, hình như mình sắp hết thức ăn rồi các bạn ơi. Quên nữa ta. Trời. Chưa chinh phục được Pokemon nào mới mà hết. Lăn đụng ra ngất xỉu gì đói là nhục lắm á nha. Lấy cục than bỏ vô nướng hai con cá ăn các bạn ơi. Cũng đúng thôi, nãy giờ mình đào quá trời quá đất đào mà không đói mới lạ. Đây, ăn con cá đầu tiên nè. Trời ơi nó đã. Thêm con nữa đi. Rồi đó, đỡ đói hơn đường xíu rồi. Đi xuống dưới thôi. Ê quên. Đi qua khu mỏ chứ. Để coi coi trong khu mỏ này có gì giá trị cho mình không. Ồ, nó còn có công trình gì kế bên vậy. What? Ôi mình nghe tiếng zombie nha. What the heck? Ôi ơi, đâu ra zombie ở đây nữa vậy. Ê, kia yeah, có phải là Super Diamond? Quay. Giống lắm các bạn ơi. Nếu mà đó là quặng kim cương Super. Ui, hai chỗ luôn. Ba viên. Giàu to rồi. Đây, ở đây nữa. Mấy đây? Ây, trời ơi kêu đút. Người ta đang đào kim cương mà. Trời ơi ông nhỏ này. Cay thật. Tấn công cái nhẹ nè. Ui già, nhưng mà gieo đuốt trâu quá các bạn ơi. Trời đất ơi. Toan rồi, chiến này toan rồi. Ý. Mình sẽ thử nhờ Rock Group coi. Nãy giờ Rock Group chưa có ra trận các bạn ơi. Trận chiến đầu tiên của Rock Group. Ôi. Ôi. Cái thanh niên gieo đuốt này nó ao Rock Group luôn rồi. À. Cay thật. Chạy được không? Chạy được không? Ok, chạy thoát thành công rồi các bạn ơi. Đây nha. Ồ, chỗ này cho 6 viên kim cương. Ok. Nhớ mặc kẹo đuốt đi. Tôi ghim đó. Rồi sẽ có ngày. Ủa sắt mà không đào được ngọc lục bảo hả? Ủa cúp sắt mà. Ui mình đào thất bại cái quặng Super Emerald rồi. Cay thật. Trời ơi. Mình hết đồ để hồi phục máu cho Pokemon của mình rồi các bạn ơi. Ôi, chưa. Ê. Ở đây có kim cương. Đi ra chỗ khác đi. Khó chịu gì. Rồi, được. Ồ, 4 viên. Wow. Lọc giàu lên rồi các bạn ơi. Mặc dù bị gheo đút cà khịa nhưng mà thôi. Ít ra giàu lên cũng đỡ ha. Lấy thêm redstone ở đây. Ồ, ở đây có. Trời. Zubat mà cấp 35. Hầu hết Pokemon ở dưới hang này toàn là cấp cao không mà các bạn ơi. Ồ. Em một. Ê. Cái rương này lạ nhè. Cái rương. Cái rương mà có thanh máu. Là mình nghi rồi. Ây da. Ây. Định giỡn xíu thôi mà nó. Nó làm gì thế ghê vậy. Úi dồi. Oh my god, nó cho mình một cái lọ. Và lọ này giúp mình có thể nhảy 2 lần các bạn ơi. Oh my god. Mà hơi gung nha. Ok, lấy thêm một ít quặng ở đây. Còn có sắt nữa nè. Rồi, chắc là xong chỗ này chúng ta trở lại khu vực nấu sắt của mình là ổn rồi đó các bạn. Không ngờ, mới vào thôi mà chúng ta lại đào được rất là nhiều kim cương ha. Distress này cấp 28 à. Được rồi. Đi đâu bất ngờ. Cố lên. Qua sơ đồ.
Ý, có vẻ ổn các bạn ơi. Cố lên. Đây rồi. Yes. Quả sơ đồ của mình đã chiến thắng trong một trận chiến các bạn ơi. Ráng cày cấp mới được. Sau đó phục thù hay cái thanh niên gheo đút kìa. Ôi trời, gheo đút cấp 57 luôn kìa. Mà cấp cao vậy. À, mình mà đánh bại những Pokemon đó thì chúng ta sẽ đỡ cày cấp rất là nhiều á. Nhưng mà hiện tại mình yếu quá. Mình mà khiêu chiến thì chả khác nào đẩy những cái bạn Pokemon đồng đội vô cái chỗ của kim cương. Cái gì vậy? Hai quặng super kim cương ở đây. Oh my god. 16 viên kim cương cho hai quặng super các bạn ạ. Hảo thật đây. Dạo to rồi các bạn ơi. Hồi nãy mình tính làm giáp sắt hả? Thôi, làm giáp kim cương đi. Nhiều kim cương để làm gì? Không lọc gáy gì thôi các bạn, chứ để dành nữa. Chứ giờ mà lãng phí là mai mốt có cái nịt đó các bạn ơi. Ồ, có Dreadlet nữa kìa. Cấp bao nhiêu? 57 lận. Yêu. Cấp cao thế. Thôi. Chắc mình vẫn giữ quyết định là lên trên chỗ nấu đồ của mình đi. Thù nào không trả, từ từ rồi trả các bạn. Không có gì phải vội. Ê. Trời, đâu ra vậy? Chạy thôi. Ê khoan. Xe mỏ chứ rương. Ở đây nữa nè. Oh, có Moonstone. Wow. Mình xin. Ôi còn có bánh mì nữa chứ. Quá đã luôn. Ú đói các bạn ơi. Ở phía dưới mình còn thấy có một cái rương nữa kìa. Không biết là rương này chứa gì đây. Ủa? Rương chứa kinh nghiệm, thuốc hồi máu. Trời, phải đây là thuốc cho Pokemon thì ngon biết mấy. Ok đi, mình cũng đang mất máu. Nóc luôn. Uống thêm thuốc tốc độ nè. Lấy kim cương. Quên sao được. Rồi. Và trong này thì mình thấy có nguyên một băng đảng Geodude luôn các bạn ơi. Hồi nãy mình thấy nhiều lắm mà. Kìa các bạn thấy không? Đứng xếp hàng chặn đường mình kìa. Láo thật. Không thể đi yên các bạn ơi. Qua sơ đồ, mình sẽ lựa thanh niên nào thấp. À, hai thanh niên này đều nhỏ cấp hơn qua sơ đồ của mình. Tới công chuyện. Ui à. Nhưng mà trâu phết các bạn ơi. Ui, không knock out được. Cái kết là bị đánh một cú nữa. Không sao, tập luyện thôi. Ê, thanh niên kia định chuồn đi đâu? Ê. Chuồn hộ. Đây rồi. Lần này thì knock out nha. Định chuồn hả? Hồi nãy giống loài của mấy người á. Đi ăn hiếp qua sơ đồ của tôi. Giờ tôi trả thù liền chứ. Lavita. Ê. Được nha. Người bạn này được các bạn ơi. Mình sẽ cho qua sơ đồ ra trận trước. Tại vì Lavita cũng cấp 32 lận. Hơi căng các bạn ơi. Ok, cấu rỉa được một ít. Ngon. Cấu rỉa thêm. Yes. Lượng máu đã xuống 65% rồi. Một cái nữa là đẹp nè. Yeah. Ê, thêm cái nữa đi. Ôi dạ. Ui da. Lavita gắt vậy. Ok. Cấu rỉa rất là thành công ha. Nhưng mà ô, quá sơ đồ vẫn trụ được các bạn ơi. Hay quá. Chúng ta sẽ tung Ultra Ball nha. Để chinh phục Lavita. Ê, được không hay không đây? Ui da. Thất bại rồi các bạn ơi. Ui, có vẻ rất là khó khăn đây. Lavita cấp 32 lận. Nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Mình còn vài cái Ultra Ball các bạn ơi. Yêu. Thôi xong rồi. Thất bại luôn rồi. No. Vậy mà không có chinh phục được kìa. Mình còn một Ultra Ball cuối cùng. Cơ hội vẫn còn cho chúng ta. Ê, mình phóng một. Đấy. Nào. Được hay không? Được hay không? No. Không thành công rồi. No. Rất là khó để chinh phục Lavita luôn á. Ồ. Mình nghĩ là những quả còn lại chắc cũng khó lòng mà bắt giữ được Lavita các bạn ơi. Hey, hồi nãy hai Pokemon đã chiến đấu hết mình vậy rồi mà không chinh phục được. Tiếc ghê ha.
Tưởng chừng đã thành công các bạn. Ôi trời ơi, còn bể bóng chứa nữa. Trời đất ơi. Ok. Cái gì vậy? Sao trời bể hai trái liên tục vậy? Thử lại cái nữa coi. Mình còn vài quả các bạn. Ê, vẫn thất bại. Coi như là chúng ta không có duyên rồi ha. Tiếc hồi hội luôn á trời. Rồi, quả này với một quả trên tay của mình đó là xong đó các bạn ơi. Mình chính thức là trở thành người nghèo khổ bóng chứa rồi đó. Không còn cái quả Pokeball nào hết các bạn à. Đúng khổ luôn. Sắp tới mình gặp Pokemon là chỉ có ngắm thôi đó. Gầy luôn. Cay quá à. Thôi, trở lên trên thôi. Ôi trời, có Mikey Cap. Ôi được, được, được. Đúng lúc mình đang đói bụng các bạn ơi. Quá chơi đồ, hay lắm. Kiếm thêm cá các bạn ơi. Là một cây cúp nè. Sau đó chúng ta sẽ gom đồ và lên trên ha. Chuyến đi mai này cực kỳ thành công đối với mình luôn. Tuy nhiên á, mình thì đang cần tìm một khu vực đồng bằng để chúng ta định cư các bạn ạ. An cư thì lúc đó mới nghĩ tới chuyện mà chinh phục thật nhiều Pokemon được. Nhưng mà có điều ở cái chỗ mình xuất hiện các bạn, hình như nó là một cái đảo hay sao á. Ừ, mình đi xung quanh mình thấy biển đó mà các bạn ơi. Ôi dồi ôi, mình không muốn làm Robin Lộc trên đảo hoang đâu. Oh no. Ê, nữa kìa. Ôi trời trời trời. Ôi, lần này là Zacian bình thường thôi các bạn ơi. Wow, không lẽ mình đặt tên cho cái đảo này là đảo Zacian nhờ. Hai ngày là mình gặp được hai Zacian với hai hình dạng khác nhau luôn các bạn ơi. Đã thôi chứ. Ngắm đã thôi chứ. Sẽ tuyệt vời hơn nếu như Zacian thuộc về đội mình á. Nhưng mà giờ mình nghèo lắm các bạn ơi. Không có gì trong tay hết. Khổ thật sự. Ồ, cái berry này dùng để làm gì đây? Ồ, giải hiệu ứng đóng băng hả? Chỗ này thì không có Pokemon thể băng đâu nên mình không cần lắm. Ồ, đằng kia là hình như là những người câu cá thì phải. Đúng rồi, fisherman các bạn ơi. Ủa? Ê, nhà chị ta. Đây rồi, cuối cùng mình cũng đã tìm ra nơi để cu mang mình rồi các bạn ơi. Không biết là chị ta có nhà không ta. Hello. Ui, chị Tám có nhà, chị đi đâu rồi? Ok, chữa thương cho hai người bạn Pokemon của mình cái đó. Ok, thăm phiên. Giờ thì đồng đội của mình đã có thể tiếp tục chiến đấu. Và trong này còn có rất là nhiều lọ thuốc mà chị tá để ở nhà đây nè. Mình sẽ tặng chị ấy một ít đá cuội cực kỳ quý hiếm ở khúc hang động kia ha. Để lấy cái bệnh hồi máu toàn bộ nè. Hồi máu 50%, hồi phục 20 máu cũng khá tốt. Còn mấy cái khác thì để giải hiệu ứng. Ô, cái này hồi phục tới 60 máu lận. Tặng chị vàng luôn nha. Cũng chừa là chị ít các bạn. Ui, sách vở các thứ mình cũng đang thiếu á. Tặng chị các bạn chế tạo nha. Rồi, còn cái này thì thôi để lại chị đi. Mình đập nó cũng hư rồi các bạn. Giờ không có cúp mềm mại đập mấy cái đó cũng như không. Nên tốt nhất đừng có quậy. Ê, nhóc này màu hồng nhìn đẹp vậy. Hơi bị nổi nha. Ồ, ở đây còn có một cái rương. Ê, nó không bị khóa các bạn ơi. Wow, có sắt nè. Đồng tiền bạc đã dành đi ném vào cái giếng á. Một viên rock gem. Cái này mình sẽ cho rock group được nè. Tăng sức mạnh kỹ năng hệ đá lên. Cái đồ bẻ khóa thì chắc mình mượn đi. Chìa khóa sắt thì chắc mình cũng lượm được á. Lấy thêm hai cái bánh nữa là xong. Lâu lâu gặp cái chỗ này cũng ok phết đấy nha. Ê, trước mặt mình là một cái Pokestop các bạn ơi. Ê, đúng lúc mình đang nghèo khổ nữa. Ồ, một cái trứng Pokemon 15 km kìa. Oh, nice. Mình sẽ lượm quả trứng này. Ráng cuốc bộ các bạn ơi, để cho quả trứng sớm nở ha. Yeah. Ở đây có thêm mấy cái cây apricot nữa. Wow. Và Lavita. Nhưng mà tiếc là bây giờ mình không còn cái bóng chứa nữa hết các bạn ơi. Nên là thôi, thay vì chinh phục thì chúng ta sẽ chiến đấu với Lavita ha. Sẵn tiện luyện cấp cho qua sơ đồ của mình luôn. Wow, quá dữ luôn qua sơ đồ. Với cái đà này chắc là qua sơ đồ của mình sẽ sớm tiến hóa các bạn ơi. Nữa nè. Ok, khẽ đúng không? Thích khẽ thì ha, qua sơ đồ chịu. Nữa lại tới biển nữa rồi. Sao kỳ vậy ta? Ôi, còn gặp Geodude Shiny nữa. Cây thế nhờ. Ok, đánh nhau với Geodude Shiny luôn. Test kỹ năng mới luôn ha.
Để coi coi. Oh, gheo đút rất là trâu các bạn ơi. Qua sơ đồ mình đánh mạnh gì mà cũng không one shot nổi. Ok, nếu vậy thì mình sẽ cho Rock Group ra trận nữa. Để luyện cấp cho cả Rock Group nữa ha. Ui da, Rock Group bị trọng thương rồi. Kết thúc được không? Hên quá, vẫn kết thúc được. Ở xa xa mình thấy có có một cánh rừng và đồng thời còn có con thuyền kìa các bạn. Con tàu ngầm hình Marquis Cap kìa. Được cái ta. Ok. Rồi còn có rất là nhiều bạn gái đi tắm biển buổi tối nữa. Nữa kìa. Bạn gái kìa. Ủa. Ê, bạn gái nhìn lại vậy. Ôi biến mất rồi. Ừ được á. Tự nhiên khung cảnh đang đẹp đâu ra cái thanh niên đó thiệt chứ. Mà không biết trên con thuyền này có bóng chứa Pokemon không á. Tò mò ghê. Ồ, nội thất khá là sang xịn mệnh các bạn ơi. Ê, bây giờ mình đang nghèo khổ nữa, chưa có nơi lưu trú các bạn. Ê, ở đây có giường ngủ sẵn luôn nè, trời ơi. Vậy thì sao chúng ta không biến chỗ này thành cái căn cứ tạm thời nha. Hợp lý ấy chứ. Trong này cũng có tủ lạnh tiện nghi lắm nha. Tủ lạnh để dành cất Apricorn nè. Đóng lại coi. Ui không đóng được hả? Còn tủ nào khác không? Ui. Wow, còn có rương ở dưới này nữa. Ngon. Dưới này mình sẽ cất mấy cái khoáng sản vô ha. Mình thấy ở đây nó có cọng dây chuyền hệ nước nè các bạn ơi. Thôi được, mình sẽ đeo dây chuyền cho Water Doll ha, để tăng sức mạnh kỹ năng hệ nước của em lên. Ui trời, trong này vẫn còn rương đó kìa. Mẹn đất ơi, trong này giấu nhiều rương thật sự luôn các bạn ơi. Đừng nói dưới này. Trời ơi, dưới này vẫn còn rương nha. Chu choa mời. Thôi được, coi như là kiểu này là mình hết đói luôn rồi đó các bạn. Ăn cá là chán chê luôn nha. Cần câu là câu ha. Cho mỗi tay luôn cũng không hết nữa nè. Quá trời quá đất cần câu rồi. Đấy, tạm thời là mình đã an cư rồi đó. Ê chưa. Nếu mà sống ở đây đúng không, thì mình nhất định là phải có một cái xuồng nha. Không có xuồng là khó lòng rồi, đi vô bờ lắm các bạn ơi. Ai chỗ này bằng các bạn chế tạo đi. Làm luôn hai cái xuồng cho chắc cố. Sau đó thì mình sẽ tiến thẳng vô cánh rừng kia, thám hiểm tiếp các bạn ơi. Ngày đầu tiên chủ yếu là tìm kiếm tài nguyên cũng như là thám hiểm ha. Để xem coi có cái nơi nào lý tưởng để chúng ta làm cái nơi ở chính thức không. Chứ ở trên biển lên đên vậy hoài cũng không phải là ý kiến hay các bạn à. Ồ, mà trong cánh rừng này hình như cũng có rất là nhiều Pokemon thứ dữ nha. Phải để ý mới được á các bạn ơi. Ui no. Trời. Ui dồi. Sonic bị dính vô cái cây các bạn ơi. Wow. Đây là Sonic God các bạn ơi. Oh my god. Ép vậy. Wow. Mình có coi hệ được không? Ui da. Mình đang coi Sonic thường các bạn ơi. Wow. Các bạn thấy hình dạng này như thế nào? Mình thấy rồi ha. Sonic bình thường đã đẹp rồi, mà Sonic God còn đẹp kinh khủng hơn nữa. Đá quý các thứ đầy người luôn á. Ôi mà thôi đừng khiêu chiến, mình tính khiêu chiến. Nhưng mà coi lượng máu kìa, 300 mấy máu luôn các bạn ơi. Tiếc là mình không có cái bóng chứa nào á. Nói chung là ngắm thôi đó, ngắm cho đỡ ghiền các bạn. Với lại cứu Sonic một mạng á. Hên á là mình phát hiện kịp không thôi là không cứu được rồi. Tính ra Sonic cũng còn hên. Rồi, và ở đây thì có rất là nhiều Adapra ha. Ủa, Abra chứ. Ôi trời, nhưng mà lại gần là Abra sẽ dịch chuyển mất tiêu à. Ê, nên là cũng khó mà cà khịa Abra lắm. Kia có phải là đồng bằng không? Quay, mình thấy giống lắm các bạn ơi. Chính xác rồi, hình như tới đồng bằng rồi các bạn ơi. Nice. Dùng đồng bằng thì chúng ta sẽ dễ dàng gặp được những cái địa hình nó đẹp hơn và thuận tiện trong việc xây dựng nơi ở dài lâu hơn á các bạn ơi. Quá đã luôn. Ở đây còn có Shiny nữa nè. Pokemon Centric Shiny các bạn ơi. Thôi được, chiến đấu với Pokemon Shiny luôn thôi. Water Doll. Water. Wow, knock out luôn. Được cái ghép 3 berry luôn nè. Quá đã. Uầy, ở đây có hai cái đen luôn. Lần này Water Doll đã ở một cái cương vị khác rồi các bạn ơi. Thì đây nhóc này định khiêu chiến cái gì? Dễ thương vậy. Chạy lại coi xong rồi. Gì đây? Anh bạn này.
Ủa, có khoai tây luôn, ngon. Rồi, chúng ta sẽ bước vào đánh cái đen này luôn các bạn ơi. Đây là sandwich. Ok, mình sẽ cho qua sơ đồ của mình tấn công trước nè. Wow, lần này có vẻ là dễ thắng hơn rồi các bạn ơi. Ui dạ, nhưng mà sandwich đánh cũng rét lắm. Đồng đội ráng rỉa thêm một tí nữa đi. Hay lắm. Wow, có vẻ là qua sơ đồ sẽ knock out được các bạn ơi. Yay, thành công rồi. Ê, mình thấy là hơi bị nhiều kinh nghiệm nha. Đúng rồi. Lượng kinh nghiệm khổng lồ đó đã giúp cho What sơ đồ tiến hóa. Và đây sẽ là hình dạng cực kỳ ngầu của What sơ đồ nha. Đây rồi. Blastoise. Bây giờ người bạn này sẽ tên là Blastoise ha. Học được một cái năng hệ thép nè. Blast Cannon đúng không? Được ấy chứ. Trời ơi, thay đổi quá nhiều các bạn à. Từ một bạn rùa dễ thương bây giờ đã trở thành bạn rùa với hai cây súng cực ngầu, cực chất sau lưng á. Và mình còn có thể cưỡi được nữa cơ. Yay. Ồ, ở đây còn cảnh dùng đầm lầy nữa hả? Wow, hợp lý á. Bữa nay coi coi không biết, mùi mặt trăng cũng không tròn lắm các bạn ơi. Mình sẽ đi lông nhông coi coi có gặp Slam hay không á. Dù gặp Slam thì càng tốt. Để chúng ta săn Slam luôn. Thấy gì chứ, Slam trong này rất là quan trọng để chúng ta chế tạo các bạn ơi. Có được thì càng tốt á. Về nhà thôi. Ok. Có vẻ là... Ôi, 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 ôi. Ui, sao càng bơi càng chìm vậy? Ôi, trời, trời, trời. Cái gì vậy Blastoise trời. Uống hồn chim én thiệt. Ok, hôm nay nói chung cũng rất là tuyệt vời đối với mình rồi ha. Bởi vậy chúng ta đã có nơi lưu trú tạm thời các bạn ạ. Chỗ này thì view cực đẹp luôn á các bạn ơi. View đẹp lắm á. Sắp tới thì chúng ta sẽ cố gắng tìm thêm những người bạn đồng hành tiếp theo ha. Hiện tại thì mình chỉ mới có Blastoise nè, cũng như là Rock Roof. Hôm nay thì Rock Roof chưa có nhiều dịp thể hiện. Nhưng mà không sao, thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng luyện thêm cho Rock Roof và nhanh chóng cho người bạn ấy tiến hóa ha. Đồng thời, mình còn phát hiện ra rất là nhiều Pokemon siêu cấp ở gần cái khu vực mình xuất hiện các bạn ơi. Và các bạn thấy ấn tượng nhất với Pokemon siêu cấp nào trong ngày hôm nay? Mình thì cực kỳ ấn tượng, đó chính là Zacian God nha. Ngầu gì đâu mà giả man. Sonic cũng vậy nữa, Sonic cũng rất là đẹp nữa. Hy vọng là trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ sớm gặp lại những Pokemon siêu cấp đó. Và biết đâu, những Pokemon cực đẹp đó lại về đội của mình thì sao? Hy vọng là vậy. Và bạn nào có nhu cầu mẹp Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phòng bình luận á. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình bị Simon siêu cấp này. Bye bye. We'll be right back.